Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 6, nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. Thảo luận và quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, đồng thời xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Vĩnh Long tham dự kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, nhất là những vấn đề bức xúc hiện nay. Đánh giá về tình hình những tháng đầu năm 2023, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, mặc dù bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm và đời sống của người dân cơ bản ổn định. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, tình hình kinh tế suy giảm, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mức tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với mục tiêu đề ra, kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp còn khó khăn. Một số doanh nghiệp cắt giảm quy mô hoặc dừng hoạt động. Kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ nợ xấu tăng. Tình hình dịch bệnh, thiên tai dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là sạt lở bờ sông. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các đại biểu tiếp tục phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, xác thực toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, giải ngân vốn đầu tư công, các vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm, thực hiện chính sách đối với người có công với nước, chính sách an sinh xã hội, làm rõ những trách nhiệm, nguyên nhân khách quan chủ quan trong công tác tổ chức thực hiện, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh, dư luận quan tâm, dự báo sát với tình hình thời gian tới, đề xuất giải pháp thiết thực, nhất là giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tình trạng chấp hành kỷ luật chưa nghiêm, né tránh đùn đẩy trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, để góp phần hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10 dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Trong kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. Nghe tờ trình ban hành nghị quyết về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Nghe báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.